em mời anh cái người mà anh muốn tìm hiểu tiếp. Là một chương trình truyền hình thực tế có sự tương tác trực tiếp chân thật và ấn tượng dành cho những bạn trẻ còn độc thân, cá tính đang mong muốn tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình. Hứa hẹn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng hết mình và chân thật nhất giữa các ứng cử viên để chinh phục trái tim của nhân vật chính. Ứng cử viên được giữ lại đến cuối cùng sẽ có một buổi tỏ tình độc đáo từ nhân vật chính. Người được chọn sẽ là ai? Mời quý khán giả cùng đón xem. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Nhân vật chính của Yêu Là Chọn ngày hôm nay là chàng trai khá vui tính, Nguyễn Xuân Huỳnh, 27 tuổi. Hiện đang là phó bí thư đoàn. Huỳnh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, mong muốn tìm được người phù hợp để tiến đến hôn nhân. Lý do mà mình chưa quen ai thì là tại vì mình lo tập trung vào việc học với lại công việc ở cơ quan. Nên là mình chưa có thời gian nhiều để tiếp xúc hoặc là giao lưu với bạn nữ nào. Về mẫu bạn gái mà mình thích thì là thứ nhất là vui vẻ, hòa đồng, không gọi là không cao lắm, chiều cao cỡ tầm 1m6 tới 1m63 là được rồi. Rồi mình cũng thích bạn nữ đó, cũng thích có sở thích là đi xem phim hoặc là hát giống mình. Và địa điểm gặp gỡ cô gái ứng cử viên đầu tiên đó chính là quán cà phê The Coffee House tại 223 Võ Văn Tần, quận 3, với không gian rộng rãi, thoải mái. Ứng cử viên đầu tiên là Lê Hồ Thanh Dung, 20 tuổi, sinh viên năm cuối trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và đang làm thêm công việc biên đạo, dạy múa cho các bé mầm non. Dung là cô gái dễ thương, nhẹ nhàng, đam mê nghệ thuật và sống khá nội tâm. Anh Nam này là một người cũng rất là hay nói nhiều, hay kiểu như là hay nói chuyện, bắt chuyện để cho người khác vui trong câu chuyện, trong một cái cuộc hội thoại. Mà ưu điểm cái là cùng ở bình với em, nhưng mà chiều cao thì không đúng mọi lý tưởng của em. Hải Phòng thì em cũng thích Hải Phòng, ít nói chuyện với người lạ, là cùng tính cách với em, hơi khó tính cũng giống. Nhận xét tổng quan là anh này khá phù hợp với em và hy vọng là trong ngày quay của mình sẽ phát triển mối quan hệ thêm. Mình tên là Huỳnh, hay là gọi là Bi á, thì bạn tên là gì ạ? Dạ chào anh. Em là Dung, rất là trùng hợp vì em cũng có tên là Bi. Em biết sơ qua về anh rồi, nhưng mà để em giới thiệu về em nha. Em tên Dung, rất vui được gặp anh cũng như nói chuyện với anh ngày hôm nay. Em hiện còn vừa học vừa làm ạ. Anh cũng là trong đoàn trường, đoàn phường phải không ạ? Anh làm bên đoàn của phường. Dạ. Em cũng trong ban chấp hành của trường. Vậy cái bộ đoàn. Dạ. Anh có thích con nít không? Thích chứ. Em cũng dạy mấy đứa mầm non dễ thương lắm. Tại nếu vì mà có dịp thì em mời anh tới lớp của em. Ủa, lớp đó là lớp gì em? Dạ em dạy lớp mầm non, em dạy múa, dạy nhảy anh. Anh thì công tác đoàn nên là tại vì thích con nít nên là mới làm công tác đoàn á. Bình thường em hay làm cái gì? Một ngày của bình thường của em thì em hay đi học. Rồi nếu mà có công việc thì em đi làm. Xong rồi tối và rảnh thì em đi xem phim. Em hay có thói quen đi xem phim một mình đó. Mẫu người bạn trai mà em thích là sao? Mẫu người con trai em thích đó. Cũng thấy giống giống tương đồng với anh. Giống giống tương đồng với anh là sao? Tại vì em có xem về profile của anh thì em biết thì đúng mọi người của em thích thì em mới đến gặp mà. Đó giờ em quen được mấy mối tình rồi? Giống anh đó.
Em vậy cũng nguyên được 3 mối tình rồi. Dạ nhưng mà không có kéo được lâu dài. Em quen lâu nhất là bao lâu? Lâu nhất chắc cũng được nửa năm mà. Nửa năm hả? Dạ. Mối rồi. Tình của anh lâu nhất là bao lâu? 9 tháng. Dạ. Cái sở thích em có gì không? Em hả? Sở thích em nhiều sở thích ngộ lắm. Anh có hay chơi game không? Em mà buồn em hay chơi game lắm. Em chơi game bắn súng á. Anh thì lâu lâu thôi à, chứ cũng không chơi nhiều. Dạ. Với lại em hay đi bơi, rồi hay xem phim một mình. Tôi thích xem mình vậy? Tại vì em không có ai đi cùng. Anh thích coi phim ma mình thôi. Anh coi phim ma một mình á, em lại thích đi coi phim ma hai mình luôn. Đi coi phim ma mà đi coi một mình em sợ lắm, tại vì đó là một trong những nỗi sợ của em. Dạ. Em thì không có giống mấy bạn gái khác là sợ dán sợ chuột. Em gặp nó là em còn dí nó nữa. Vậy hả? Dạ. Em nhìn bánh bèo vậy thôi chứ em mạnh mẽ lắm. Thì được. Anh thì sợ chuột. Anh sợ chuột hả? Yên tâm đi, nếu mà muốn anh có gặp chuột em sẽ xử nó cho. Anh có hướng nội không á? Có. Giống anh em. Hướng nội. Dạ. Nói nãy giờ mình cũng có một số điểm giống nhau rồi. Em hỏi anh tí nha. Ừ. Giữa thực tế với lãng mạn thì anh thích điều gì nhất? Cả hai. Dạ. Tức là đôi chút cũng phải cái gì cũng phải thực tế. Nhưng mà đôi chút phải cần có một chút lãng mạn thì nó sẽ nhẹ nhàng mà ngọt ngào hơn. Dạ. Vậy là em với anh cùng suy nghĩ, tại vì mình cùng cung với nhau mà. Bảo Bình nó sống về cảm xúc luôn anh ha. Đúng rồi, sống về nội tâm. Rất là vui vì có được điểm chung này với anh. Em có chuẩn bị một món quà gặp mặt. Hy vọng là anh thích cái món quà này. Anh đợi em một tí nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Em chỉ có chuẩn bị được một đoạn nhỏ như vậy. Anh cảm ơn về cái món quà của em dành cho anh. Cảm ơn anh đã xem món quà của em. Hy vọng là anh sẽ thích món quà đó. Tại vì em là bạn nữ đầu tiên nên là em hơi ngại, hơi run. Em biết là phía sau còn hai bạn nữ nữa nên là hy vọng là anh sẽ có ấn tượng tốt về em và mình sẽ đi đến được tới cuối chương trình. Anh cũng cảm ơn món quà của em dành cho anh. Nó thật là hay và cũng ý nghĩa. Dạ. Hẹn chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Dạ, chào anh. Hẹn gặp lại anh. Chào em. Sau khi gặp gỡ đầu tiên, cái bạn gái đầu tiên thì em cảm giác là bạn này có nhiều cái điểm giống em và cũng có chút nữ tính, cũng dễ thương, có cái việc tài múa, đặc biệt là bạn nó thích chị em giống em luôn. Cái bài múa mà bạn ấy tặng cho em thì em thấy cái bài múa đó cũng hay. Cái món quà em thấy là ý nghĩa. Cái mức độ mà hợp ý với lại về tổng thể thì em thấy chắc cỡ 70%. Cảm xúc của em khi mà lần đầu gặp anh ấy thì em hơi run, hơi ngại. Tại vì lần đầu được nghe giọng nói, lần đầu được tiếp xúc. Nên là cảm giác nó khó tả lắm. Kiểu như mình cảm xúc lẫn lộn vậy đó. Mình cứ vừa vui mà vừa lo. Rất hiếm khi em chủ động với một người nào đó. Ngày hôm nay em đã chủ động nói chuyện, chủ động mà gặp, làm quen và cũng như là tạo một món quà bất ngờ cho anh ấy. Thì mình hy vọng cái sự chủ động của mình sẽ có một cái hồi đáp tốt. Và địa điểm cho cuộc gặp gỡ thứ hai là một không gian của nhà sách Cá Chép nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, vô cùng thú vị. Ứng cử viên thứ hai là Lê Thị Hoài Thu, 25 tuổi, nhân viên ngân hàng ANZ tại quận 7. Thu là cô gái tự lập, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác, đôi lúc nóng tính và quá cầu toàn. Và tính cách của anh này thì cũng hòa đồng vui vẻ, thì em nghĩ là chắc tất nhiên là những người mà làm
ở phường hoặc là những cái công tác xã hội như vậy á, thì cũng sẽ rất là dễ gần và nói chuyện. Anh ấy biết hát được cũng thích. Chào em. Dạ chào anh. Em tên gì? À, em tên là Thu. Còn anh là Xuân Huỳnh đúng không? Đúng rồi. Em đang làm hay đi học? Dạ em đang đi làm. Hiện tại em cũng đang làm ở quận 7. Em làm bên ngân hàng anh. Sở thích của em là cái gì? Bình thường thì em sẽ thích đi du lịch hoặc là chụp hình, xem phim. Thì không biết là anh có thích chụp hình không? Anh tự chụp không à? Có nghe tự chụp selfie đúng không? Đúng rồi. Ngoài cái sở thích đó thì em còn thích gì nữa không? Ngoài cái việc chụp hình với đi du lịch ra thì em cũng thích làm những cái đồ handmade. Hoặc là cuối tuần thì cũng có thể là đi cà phê với bạn bè. Mỗi người mà em thích thì nó như thế nào? Em sẽ thích những người gọi là con trai có nghị lực hoặc là kiểu như có ý chí một xíu. Có thể là trong công việc và cả trong tất cả mọi cuộc sống luôn thì đều phải có trách nhiệm. À, em coi profile của anh rồi phải không? Dạ đúng rồi. Vậy em thấy cái tính anh vậy thấy sao? Khá là có ấn tượng với những cái ví dụ như là anh rất là vui vẻ, hay giúp đỡ người khác. Em có năng khiếu gì không? Và năng khiếu thì em không có. Yeah. Em không biết hát cho nên là em rất là thích một người biết hát. Thì khi đọc qua profile của anh thì em thấy là anh biết hát cho nên là cũng khá là thích. Nói chung mà anh hát, anh thích hát nhưng mà hát cũng được thôi chứ không hay lắm. Em sinh tháng mấy? Dạ tháng 5. Ừ. Em cung gì? Cung Kim Ngưu. Anh thì Bảo Bình. Cung Bảo Bình là sẽ thích những cái mẫu người như thế nào? Mẫu người anh thích thì trong như trong cái profile mà anh nói rồi đó. Nói chung là thích vui vẻ, hòa đồng, quan tâm, rồi tự lập. Em thấy là anh có năng khiếu cả hát đó, thì anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Hát hả? Để anh suy nghĩ nè. Câu hát bài gì? Bài Tình Yêu Vào Nỗi Nhớ. Để anh hát thử một đoạn nha. Dạ. Ánh trăng khuya lại bóng đứng một mình, gió bên hiên nhẹ ru làm nhớ thêm. Đêm nay không có em bên mình cùng sưởi ấm, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Dễ nha, được không? Dạ được rồi, em thấy vậy là hay lắm rồi. Em cũng có một cái món quà để tặng cho anh. Dạ, em gửi cho anh cái tấm thiệp. Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Nói chung là nó cũng không có được đẹp lắm, tại vì cái thời gian mà em chuẩn bị không có nhiều. Nếu mà trong tương lai có thể là được tặng cho anh một lần nữa hoặc một cái dịp nào khác thì có thể là nó sẽ đẹp hơn. Duyên do trời định, phận do người tạo, nhưng hạnh phúc là do ta nắm giữ. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc. Khả thi. Anh cảm ơn em về cái món quà mà cái bài mà em viết. Anh thấy nó cũng hay và ý nghĩa. Khả thi là cái tên của em hả? Dạ đúng rồi. Tên đến em trên Facebook của em. Anh sẽ giữ cái món quà này của em tặng. Em có thể để bàn tay của em lên bàn tay anh được không? Rồi. Em cũng có một câu muốn nói với anh á, thì em biết là trước khi mà anh gặp em á, em là cô gái thứ hai, thì trước đó là anh đã gặp một cô gái nữa rồi. Và sau em thì anh có thể là sẽ gặp thêm một cô gái nữa. Thì em cũng hy vọng là mình sẽ có cái cơ hội để có thể là nói chuyện hoặc là tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại em ở một cái thời gian gần nhất nha. Dạ rồi. Bye bye Katy. Dạ, chào anh. Cảm giác của mình khi gặp bạn nữ thứ hai á, thì mình có cảm giác là bạn nữ này khá hiền, e dè, cái cách nói chuyện cũng dễ thương, vui vẻ. Qua cái giọng nói thôi thì em nghĩ chắc bạn ấy cũng cái nét chắc nữ tính và hiền, nên là em nghĩ chắc bạn ấy cũng dễ thương. Cái cảm giác của em bây giờ sau khi mà gặp anh Huỳnh á, thì có là lúc đầu thì cảm thấy là có thể là hơi run, nhưng mà khi mà vào nói chuyện với anh thì em thấy là anh cũng khá là vui vẻ, rồi cũng thân thiện. Cho nên là lúc sau đấy thì em không thể cảm thấy run nữa, mà có thể là bình tĩnh và tự tin hơn để có thể nói chuyện cũng như là chia sẻ với ảnh. Và khi mà nói chuyện mà không có nhìn mặt á, thì có thể là nó cũng sẽ rất là khó để mình có thể
gọi là nhìn thấy được cái cảm xúc của cái người đối diện và mình có thể bày tỏ được cái cảm xúc của mình. Tình cảm mà em dành cho anh Huỳnh thì sẽ nhiều hơn so với cái trước khi mà em gặp anh đó. Tiếp tục đến địa điểm gặp cô gái ứng cử viên thứ ba, đó là phòng tập gym và võ thuật MMA tại 285 Võ Văn Tần, quận 3. Đây cũng là nơi làm việc của cô gái thứ ba mà chàng trai sẽ gặp hôm nay. Ứng cử viên thứ ba là Tống Khánh Linh, 22 tuổi, đang là nhân viên lễ tân tại phòng tập MMA nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Chính vì thích môn võ Muay Thái nên Linh đã quyết định làm tại đây để học thêm về môn võ này. Linh là cô gái vui vẻ, cởi mở và có chút cá tính. Khi em xem profile của anh Nam thì em thấy bạn cũng đẹp trai. Quê quán Hải Phòng thì em khá thích con trai Bắc. Em thích những người biết hát, để hát chung với em. Phó bí thư đoàn. Trước đây thì em cũng có cấp 3 thì em cũng có làm việc bên đoàn trường á. Nên là em bí thư đoàn thì thường là những người vui tính và năng nổ. Xem profile xong thì thấy khá là ok. Chuẩn bị gặp cô gái thứ ba thì chắc cũng em cũng không biết mong chờ gì, nhưng mà hiện tại thì em chỉ mong bạn ấy cũng sẽ có nhiều cái mới lạ và khác so với hai phần nữa chứ. Chào em. Hello anh tên Huỳnh phải không? Đúng rồi, em tên gì? Em tên Linh. Tống Khánh Linh. Linh, em sinh năm mấy? Dạ. 95 anh. 95 hả? Không, người ta kêu 95, 90 hợp tuổi anh. Hợp không? Hợp. Ủa, rồi em dạ. Làm gì? Em hiện tại thì công việc cố định của em là làm lễ tân ở đây. Ngoài ra thì em có làm mẫu ảnh. Cái sở thích của em là gì? Thích hát. Hồi trước em có từng học thanh nhạc. Hát hả? Dạ. Em coi thông tin của anh á. Kêu là tại hồi trước em cũng làm bên đoàn thì em nghĩ là thường những người bên đoàn này sẽ vui vẻ. Em thấy anh cũng ghi là ở tính cách vui vẻ hòa đồng, nhưng mà sao lại khó tính là sao? Khó nghe nó mâu thuẫn quá. Khó tính thì khó tính với nhiều trường hợp khác thôi, còn nếu bình thường thì mình vẫn phải vui vẻ hòa đồng chứ không thôi đoàn viên người ta chốt hết. Ủa vậy chứ khó tính gì? Nói chung là khó tính tùy trường hợp mà. Thôi nói về em đi, chứ em biết anh nhiều rồi chứ anh đâu biết gì về em đâu. Anh người Bắc hả? Anh hả? Gốc Bắc đúng không? Đúng rồi. Em gốc Bắc. Em nhà ở đâu? Quê em ở Bắc Giang. Nhưng mà ở trong đây nè, em ở đâu? Nhà em ở Đắk Lắk, còn em ở Sài Gòn được 9 năm rồi. Em biết hát đúng không? Em có thể hát cho anh nghe được không? Thôi bữa nay đang thấy bà em gái mưa á. Ừ, em hát bữa đó em cũng thích. Cũng thích hả? Ừ, cũng thích nữa. Người ta bảo nhìn mặt em có nét giống Hương Trà. Đúng không? Người ta bảo thôi, còn em thì em thấy không giống lắm. Vậy em hát thử coi. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng, vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim. Ê, rung quá à. Không, anh thấy hát gì được rồi. Rung không hát được nữa đâu. Có gì gặp riêng hát đi. Không, anh thấy em cái giọng em hay á. Em thường thường á thì em thích cái người nam sao? Tại bình thường em cũng nói nhiều, nên em hy vọng là bạn trai em sẽ nói nhiều hơn em. Nói nhiều hơn em nữa hả? Anh thì chắc làm... tại bị khớp nên ít nói á, chứ bình thường cũng nói nhiều lắm. Em hỏi anh mấy câu nha. Ừ. Anh có thích khoe người yêu trên mạng xã hội không? Anh thì vấn đề bình thường thì anh dễ chịu lắm, nhưng mà vấn đề tình cảm thì anh hơi nghiêm túc, nên là ít hạn chế đăng hình nhiều đến vậy. Khi nào mà trường hợp nào mà nó ý nghĩa thì anh sẽ đăng lên. Okay. Nếu bình thường quá thì thôi sẽ cất lại. Khi nào mà đợi một thời cơ thích hợp thì mình mới đăng. Mình hạn chế thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng tới mình nhiều. Có đồng quan điểm rồi đó. Em tập võ thì có vấn đề gì không? Bình thường. Thể thao mà. Có sợ gì không? Không. Anh có chơi thể thao không? Có. Chơi gì ạ? Hồi trước thì cũng có tập game. Nhưng mà tại vì anh thời gian không có thời gian. Đi học đi làm không mà nên không có thời gian tập game. Có đá banh không?
Không biết đáp anh, biết thuộc về da thôi. Thế hả? Vậy coi đáp anh không? Không coi luôn. Vậy em mốt lựa em đi coi đáp anh ai đi chung với em? Thì chắc đi cùng, ngủ nước. À, giờ em cũng có một điều bất ngờ anh cho anh. Đi theo em à? Giờ mình tập tác cơ bản mới hỏi nha. Đấm thôi. Nha anh. Sao cười nha. Thấy gì đâu đâu. Thì em chị anh bước chân một chân ra sau đi anh. Chị nào? Chân phải ra sau. Rồi cong chân xuống. Đưa tay lên. Nắm tay lại, nắm tay lại. Nắm lại đi. Cổ tay giữ ở đây nè. Đưa ra che mặt nha, không người ta đấm vô mặt á. Nè, nó xuống. Tắm tay này ra. Tay này số 1 này, tắm ra. Đưa lại vô đi. Ban đầu để hai tay vậy nha. Rồi đấm tay số 1 ra. Đưa cổ trỏ lên. Rồi đưa về lại, đấm tay kia ra. Đưa cổ ra đây nha. Đó, đúng rồi. Vào đây thử đi anh. Đó, rồi 1-2 đi anh. Tay số 1, 2 luôn. Đúng rồi đó. Cũng tương đối đó, học cũng nhanh. Nếu sau này có cơ hội thì không, anh cũng thích. Cũng thích hả? Ừ, thích. Ok. Nếu mà anh chọn em thì sau này em sẽ dạy cho anh thôi. Ok. Anh cảm ơn em về cái món quà mà em mang đến. Cũng lại là cũng hát cho anh nghe. Thì hẹn gặp lại em vào cái dịp sớm nhất. Ok. Ăn mồ hôi kìa. Thôi để lo cho. Em là người cuối cùng rồi. Thì em không biết là cảm nhận của anh về hai bạn kia thế nào. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ chọn em. Bye bye anh. Ông cái đi về coi. Cảm xúc của em khi gặp bạn nữ cuối thì cũng khá thú vị. Bạn ấy vừa biết hát, rồi biết võ nữa. Nên là rồi cái cách nói chuyện cũng vui vẻ. Khi bạn ấy nắm tay em thì cái điều bất ngờ của bạn ấy thì em cũng không nghĩ đến. Nên là cũng hơi bất ngờ. Và cái điều ấy cũng làm cảm thấy em cảm thấy thú vị. Em nghĩ với em bạn này chắc cũng cỡ 70%. So với những thông tin trên profile mình nhận được thì khi mà gặp bạn nam ở ngoài mình có ấn tượng tốt nhiều hơn. Và cũng có chút thích thích rồi đó. Khi mà mình tập cho bạn ấy võ thì bạn nói là cũng thích, cũng thấy hay, cũng có ý định tìm hiểu, thì mình rất vui vì điều đó. Ở vòng 1 nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Lấy quay lại đi. Em nghĩ chắc là cái bạn bên đây là chắc là bạn Dung quá. Rồi cái bạn mà thứ hai chắc là bạn Hấu Vàng. Là bạn thứ hai là Thu đúng không? Còn bạn cuối cùng là tên gì ta? Tên Linh. Thì từ sáng giờ anh được gặp và nghe giọng của em hết rồi. Rồi cũng biết được sở thích của từng bạn như thế nào. Mỗi một bạn thì có một cái nét riêng. Và bạn nào thì anh cũng thích. Anh thì sợ chuột. Anh sợ chuột hả? Yên tâm đi, nếu mà muốn anh có gặp chuột em sẽ xử nó cho. Duyên do trời định, phận do người tạo, nhưng hạnh phúc là do ta nắm giữ. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc. Em có thể để bàn tay của em lên bàn tay anh được không?
Nếu sau này có cơ hội thì không, anh cũng thích. Cũng thích hả? Ừ, thích. Ok. Nếu mà anh chọn em thì sau này em sẽ dạy cho anh ha. Nhưng mà theo chương trình thì còn buộc phải không chọn một bạn. Nhưng mà anh mong là dù cho anh có quyết định không chọn bạn đó thì sau cái chương trình thì mình vẫn làm bạn. Dung á, thì cái ấn tượng ban đầu gặp á thì Dung cũng có cái cách nói chuyện vui vẻ, hòa đồng. Về cái tính tình á, tính cách á thì tương đồng giống anh nhiều thứ. Rồi cái ấn tượng là cái múa nữa, nên là anh cũng hơi ấn tượng. Cảm xúc của mình bây giờ rất là bị rối loạn, vừa vui vừa sợ, rất là lo vì không biết là liệu chàng trai có chọn mình để ra về hay không. Vì còn hai cô gái rất là xinh đẹp và mình chỉ 50-50 thôi, không biết là mình có may mắn để đi tiếp hay không. Bạn thứ hai là Thu thì cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng mà có điều là hơi rụt rè so với bạn đầu tiên một tí. Và cũng có tặng anh một món quà là những câu chữ đó, nó ý nghĩa. Cảm xúc của mình hiện tại thì cũng khá là hồi hộp, tại vì cũng không biết là cái kết quả sẽ như thế nào. Mình cảm thấy là mình tự tin là sẽ được 60%, mình sẽ là người được chọn. Cuối cùng là Linh thì hơi cá tính so với hai bạn trước. Rồi chỉ cho anh võ rồi nghe hát nữa, nên chung là cũng ấn tượng lắm. Nếu mà anh chọn thì chắc không muốn anh chọn hết cũng được. Thì cũng khó xử. Ra lúc này em cũng hơi lo lắng và cũng rất sợ là mình là người không được chọn. Em nghĩ là chắc khoảng 50-60% gì đó thì mình được chọn. Tại vì trước giờ em cũng không phải là người tự tin cho lắm. Quyết định thì cũng hơi khó và anh cũng không biết chọn như thế nào. Nhưng mà anh sẽ tặng hoa cho một bạn là anh từ chối với bạn ấy. Thì anh cũng mong là bạn đó sẽ không buồn. Chào anh. Thì thông qua cuộc nói chuyện hồi sáng thì anh cũng biết là em với anh cũng khá hợp tính cách với nhau. Thì hy vọng là mình sẽ có nhiều điểm hợp như vậy, em sẽ có điểm cộng hơn để anh giữ em lại. Gặp bác ở ngoài thì em thấy ấn tượng nhiều hơn là khi mà nhìn profile của anh. Nhưng hồi nãy lúc mà tập anh nói thì em hy vọng anh có nhiều thời gian hơn để tập võ chung. Cảm ơn. Chào anh. Thì thật ra là cái lần đầu tiên gặp mặt thì em rất là ngại. Và cũng giống như là em không có năng khiếu vào những cái hát, nhảy múa hay như các bạn khác. Tại vì thường thì sở thích của em thì em sẽ thích là những cái thiên về gia đình hơn. Em sẽ thích nấu ăn hay là gọi là những cái gọi là thường dành cho thời gian cho gia đình và bạn bè. Mà còn cái quyết định mà cuối cùng mà để mình đi đến cái con đường hạnh phúc là do cái sự lựa chọn của mình. Thì em cũng hy vọng là mình sẽ có nhiều cái cơ hội để nói chuyện và tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Thì khi mà anh nói chuyện với em nhiều lần thì anh sẽ thấy là em sẽ không phải là cái con người rụt rè giống như anh đâu. Anh sẽ chọn tặng hoa cho. Mẹ anh tặng nhé. Mong em là đừng có buồn. Nó nghe là anh chỉ cảm thấy là chưa cảm nhận được điều gì đó thôi. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ có cơ hội gặp hết mọi người vào sau cái chương trình. Mong em cũng đừng buồn. Dạ. Bạn ấy thì tại vì có vẻ là ít nói hơn em. Với lại cũng hơi khá rụt rè. Dù là cô gái số 2 thì cũng tặng cho mình cái thiệp và có những cái câu nói ý nghĩa. Bạn ấy cũng dễ thương. Nhưng mà theo cảm nhận của riêng mình thì mình cảm giác là mình không hợp với bạn nữ số 2 đó. Nên là mình quyết định là mình từ chối bạn nữ số 2. Thật sự là em cũng không biết nói gì hết. Thì nói chung là em cũng sẽ không có buồn hay là trách gì hết. Thì nói chung là chúc mừng hai bạn là sẽ được vào vòng trong và sẽ được tham gia những cái gọi là
những cái chương trình tiếp theo nữa. Thì cũng chúc cho hai bạn may mắn. Cảm ơn chị. Cảm xúc hiện tại của em á thì có thể là em cũng dự đoán trước được rằng là em sẽ không được chọn, nên là em cũng không thấy quá buồn, mà dù là cũng bất ngờ, nhưng mà mình nghĩ là cái cuộc chơi nào thì cũng sẽ phải có người thắng và người thua thôi. Thì ở đây em cũng không nghĩ là thắng hay thua gì hết, mà đơn giản là mình chỉ là chưa có thích hợp hoặc là chưa có gây được cái ấn tượng với cái bạn nam đó. Với hai cái bạn nữ cũng khá là xinh đẹp, rồi cũng tính cách cũng khá là rất là tốt á và hiền lành, thì em nghĩ là cũng hy vọng là bạn nam sẽ chọn được cái người mà bạn nam thật sự thích. Kết thúc vòng 1 Yêu Là Chọn, hai cô gái được chọn là Dung và Linh sẽ cùng với Huỳnh trải nghiệm những hoạt động tiếp theo của chương trình để tìm hiểu nhau nhiều hơn.